Xin chào toàn thể anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay bên em sẽ giới thiệu cho anh em một mẫu quản lý nguồn mới đến từ hiệu ETC Pro Audio, một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Mỹ. Và ngày hôm nay mã của nó là mã E10, với một thiết kế rất là mới cũng như là rất nhiều các tính năng mới được cập nhật trên những chiếc quản lý nguồn này. Và đặc biệt nhá, em sẽ giảm giá cho các bác 5 chiếc đầu tiên. Cho các bác nào theo dõi video, theo dõi Thế Anh Audio, 5 chiếc đầu tiên với một mức giá cực kỳ là hấp dẫn, cũng như là có những phần quà dành riêng cho anh em mua những chiếc quản lý nguồn này. Thì rất là mong muốn anh em đang theo dõi nhá, các bác nào chưa like thì ủng hộ hoan hỉ cho bên em xin một like nhá. Anh em bỏ ra 3 giây thôi, hoan hỉ ủng hộ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông, nhấn cái chuông màu đỏ ấy để nhận ngay được thông báo khi bên em lên video. Ok ạ. Thì đây em xin phép giới thiệu chi tiết cho các bác về một mẫu quản lý nguồn này, phiên bản cao cấp ETC E10. Hàng chính hãng sẽ được bảo hành cho các bác là 1 năm, hàng mới nguyên hộp luôn. Với thiết kế là một ổ cắm đằng trước và có 8 ổ cắm đằng sau, tổng cộng sẽ là có 9 ổ cắm. Cho các bác cắm đầy đủ các thiết bị, dàn máy, anh em đi làm sự kiện, phòng karaoke hay quán bar, và các bác dùng karaoke gia đình thì cắm tất cả các thiết bị âm thanh của em vào đây. Chiếc quản lý nguồn này rất là cao cấp luôn, cắm đầy đủ luôn, 9 ổ cắm gần như là cắm hoàn toàn cho các bác vào đây. Và chức năng, rất nhiều các chức năng anh em có thể thấy nhá, khi mà anh em không dùng đến này, các bác đang cắm thiết bị mà không dùng đến, anh em tắt đi bằng công tắc này, tắt đi, nó sẽ tắt lần lượt từ cổng 8 đến cổng 1. Đấy, sẽ lần lượt từng cổng sẽ tắt một. Đấy, và khi mà anh em muốn khởi động bật lên thì anh em có thể ấn vào cái công tắc này, ấn này, nó sẽ lên từ cổng 1 đến cổng 8. Đấy, cực kỳ là cao cấp nhá. Chức năng này sẽ giúp cho các bác và anh em là khi mà anh em tắt đi hoặc khởi động, nó sẽ không gây tiếng bụp ra loa. Rất nhiều cái trường hợp mà anh em tắt công tắc đấy, nó hoặc là tắt bằng bằng cái công tắc tổng thì nó gây tiếng bụp phát ra loa, rất dễ gây cháy loa. Nhưng có những chiếc quản lý nguồn này với chức năng tắt lần lượt này, bật tắt lần lượt này thì không bao giờ gây tiếng bụp ra loa cho các bác. Đấy, rất là hay nhá, rất là cao cấp anh em nhá. Anh em theo dõi thì nhớ, các bác nào chưa like thì ủng hộ cho bên em xin một like và một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều ạ. Và đây một chức năng nữa anh em có thể thấy, nó một cái control này gọi là edit đây, anh em thấy nhá, một cái control thiết kế rất là hiện đại luôn, xoay tròn. Đấy, xoay lần lượt, anh em có thể xoay từ cổng 1 đến cổng 8 lần lượt, nháy cổng nào anh em phải tắt cổng đấy. Đấy, nháy đây, nháy cổng 6 tắt cổng 6, anh em muốn bật lại thì anh em xoay đến cổng 6 đây, nháy ấn lại nó sẽ bật lại. Đấy, quay sang cổng 3 bật lại, bật tắt từng cổng đằng sau luôn, cực kỳ là cao cấp, phiên bản rất là cao cấp luôn. Và điểm đặc biệt nữa là một màn hình LED đấy, màn hình LED hiển thị rất là to, hiển thị thông số vôn này, các cổng này và control ở đây. Đấy, rất là nét luôn cho các bác và anh em. Và đây là có một cái USB để các bác cắm sạc trực tiếp những cái điện thoại hay là những cái iPad anh em làm sự kiện. Đấy, rất là cao cấp nhá. Và đây sẽ quay cho em đằng sau, trước khi là quay nội thất thì sẽ quay cho em đằng sau của những chiếc quản lý nguồn này để các bác và anh em thấy được độ chất lượng của những chiếc quản lý nguồn này nhá. Đây, đằng sau của nó đây sẽ có các cái ổ cắm từ CS1 đến CS8, tổng cộng sẽ có 8 ổ cắm. Và tất cả các ổ cắm anh em có thể nhìn kỹ nhá, bên trong của nó là các cái lá đồng rất là dày. Các lá đồng rất là dày, và bên trong nữa thì anh em nhìn bên sâu này, nó sẽ có các cái mút, mút ổ cắm. Đấy, sẽ đảm bảo cho các anh em cắm vào rất là chặt. Đấy, các bác yên tâm nhé, cắm vào cực kỳ là chặt, chống trường hợp bị mo ve. Đấy, rất là đẹp, thiết kế cực kỳ đẹp cũng như hiện đại. Và một chức năng nữa anh em có thể thấy nhá, nó sẽ là chống cháy chập quá tải. Khi mà sự cố về cháy chập quá tải thì rất nhiều mà trường hợp các bác cắm vào nó xảy ra sự cố thì nó gây hỏa hoạn. Thì cái app này sẽ giúp cho các bác anh em là có sự cố app này sẽ nhảy này, đảm bảo tất cả các thiết bị âm thanh, các thiết bị điện em đấu vào đây được an toàn. Thứ hai nữa sẽ không gây ra trường hợp bị hỏa hoạn, cháy nổ gì cả. Đấy, cực kỳ cao cấp luôn. Phiên bản này thật sự anh em nó rất là đẹp và rất nhiều các tính năng. Và đây sẽ quay cho em về nội thất nha. Nội thất không thể bỏ qua nội thất, một chức năng ẩn sâu trong nội thất này, anh em nhìn kỹ cho em. Đây em sẽ quay này. Dòng phiên bản cao cấp thì anh em có thể thấy nhá, nó khác biệt là có những cái cuộn lọc nguồn. Anh em giới thiệu qua sơ qua, đây là các cái tụ, các cái dơ le này, đây các dơ le để chống cháy chập quá tải này. Thứ hai nữa các cái tụ lọc điện, điện vào này, cuộn lọc nguồn này, điện ra này, lọc được sạch sẽ cho anh em. Ba đây, lọc điện vào này, tụ lọc này và điện ra được lọc sạch sẽ cho anh em nhá. Đấy, rất nhiều anh em hỏi là cái chức năng lọc nguồn này có chức năng gì, đấy, có tác dụng gì thì em sẽ giải thích luôn. Khi mà có các cuộn lọc nguồn này sẽ giúp các thiết bị điện tử của anh em, các thiết bị âm thanh của anh em sẽ được cái nguồn điện sạch, qua đó là giảm ù xì rất nhiều các thiết bị âm thanh. Thứ hai nữa là khi mà nguồn điện sạch, các thiết bị điện tử nó sẽ được tăng các cái tuổi thọ của linh kiện điện tử, qua đó là tăng tuổi thọ của các thiết bị điện tử rất là nhiều anh em nhá. Thật sự anh em, đây là rất nhiều các bác là
không chú ý đến chức năng này, nhưng thật sự em đây là một chức năng rất là quan trọng. Rất là quan trọng được trang bị nhân trước quản lý nguồn này. Đây là hàng chính hãng của ETC, phiên bản là ETC mới nhất E10, nâng cấp lên rất là nhiều nữa. Cái lúm ca trôn này nâng cấp là một cái sự cải tiến, cũng như là màn hình LED rất là to như là ở đây, màn hình rất là lớn. Và đặc biệt nhá, ngày hôm nay em sẽ giảm giá 5 chiếc đầu tiên cho các bác nhá anh em nhá. 5 anh em nào theo dõi video này có nhu cầu đặt thì nhanh tay nhá. 5 chiếc đầu tiên với một mức giá là cực kỳ hấp dẫn. Ngoài thị trường em mua những chiếc quản lý nguồn có lọc nguồn và hàng này, hàng chính hãng như thế này, thật sự em nó rất là đắt, 1,5 triệu đến 1,6-1,7 triệu tùy từng đơn vị bán. Nhưng em nhá, đến với Thế Anh Euro, đây là hàng mới, chính hãng sẽ được bảo hành cho anh em 1 năm. Em sẽ bán cho các bác anh em nhá, giá chỉ có 1,2 triệu. Và bên em sẽ bao ship, và ngày hôm nay quà tặng thêm cho anh em là một bộ pin sạc đến độ double power. Một bộ pin sạc đấy, bao gồm một đốc sạc và 4 quả pin. Một đốc sạc như hình và 4 quả pin, dung lượng là 1,200 mAh. Khi anh em mua những chiếc quản lý nguồn này nhá, anh em nhanh tay nhắn tin số em, chốt quản lý nguồn E10 hoặc chốt quản lý nguồn ETC, bao ship tặng pin sạc mà giá chỉ có 1,200,000. Rẻ hơn ngoài được 300,000-400,000 rồi, đúng nhá. Rẻ ngoài 300,000-400,000 em còn tặng thêm cho một bộ pin sạc như này thì quá là cao cấp. Anh em nhanh tay mua hàng nhá, nhắn tin trực tiếp số em, chốt quản lý nguồn E10 hoặc chốt quản lý nguồn ETC, giá rất là hấp dẫn. 5 bác đầu tiên cho anh em nhá, 5 chiếc đầu tiên cho 5 bác, nhanh tay mua hàng, nhanh tay nhắn tin qua số điện thoại em nhá. Thì anh em đang theo dõi video nhá, thấy sản phẩm chất lượng, giá cả tốt thì anh em hoan hỉ ủng hộ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông màu đỏ nhá. Cảm ơn các bác anh em rất là nhiều. Hẹn các bác anh em ở các video tiếp theo từ Thế Anh Euro. Xin cảm ơn anh em.